quý bạn và các vị một ngày tốt lành. Vì sao có nhiều cái tủ lạnh hay tủ đông lại sử dụng được rất lâu, mà cũng có nhiều cái lại nhanh hư hỏng đến vậy? Thì chính các cụ xưa đã đúc kết lại là... là của bền tại người. Nếu như chúng ta dùng đúng cách thì nó bền, nó sẽ rất bền, nó được rất nhiều năm. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng sai cách để nó quá vàng, nó sẽ rất là nhanh bị hư hỏng. Cái quan trọng của cái lốc tủ lạnh hay là các lốc đông lạnh là cái làm mát của nó chỉ bằng cái hơi lạnh ở cái dạng lạnh về làm mát. Nếu như nó không được hơi lạnh về làm mát, nó sẽ rất nhanh nóng và làm form của dây nó phải chậm. Thế nên là cái việc như này, khi mà chúng ta bắt đầu chạy tủ, nếu như cái tủ mà độ âm sâu thì chúng ta càng phải để thời gian chạy không tải càng lâu càng tốt. Thế nên là khi chúng ta chạy tủ, chúng ta chú ý để cho nó đạt độ âm, sau đó mới bắt đầu cho thực phẩm vào, cho các thứ vào. Còn tủ vận chuyển chẳng hạn như là lâu ngày không chạy, chúng ta cũng làm đúng như thế, chạy khoảng vài ba tiếng với tủ lạnh. Còn tủ đông thì khoảng 4-6 tiếng chúng ta mới bắt đầu cho độ, thì nó giữ cho cái lốc này được làm mát kỹ hơn. Nhà sản xuất ra là tất cả mọi cái đã được kiểm định rồi, tốt rồi, nhưng mà cái thì bền, cái thì không bền là do cái người sử dụng. Các cụ vẫn nói của bền tại người, nằm ở chỗ đó. Cuối cùng đời sống thú vị, hy vọng quý bạn và các vị sử dụng tủ được bền lâu nhất. Chúc quý bạn và các vị được bình an là hạnh phúc. Cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ.